Sau hơn 2 tuần lên máy bay trở về quê hương, phi công người Anh, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 của Việt Nam đã có những chia sẻ với đài BBC về quá trình điều trị bệnh ở Việt Nam. Ông cho rằng mình là ví dụ sống động về những gì virus corona có thể gây ra và mức độ nghiêm trọng của nó. Và điều đầu tiên mà ông nghĩ đến sau khi tỉnh lại là liệu mình có bị liệt không, có khả năng đi lại nữa hay không và liệu có thể bay trên bầu trời nữa hay không. Trong video do BBC đăng tải, phi công người Anh đang tập đi với nạng cùng sự trợ giúp của nhân viên y tế tại bệnh viện Windsor gần Glasgow, Scotland. Các bác sĩ của ông tại Scotland cho rằng ông cần một chặng đường dài nữa để hồi phục, đặc biệt là nếu muốn quay trở lại bầu trời với vai trò một phi công. BBC cũng gọi phi công người Anh là một trong những bệnh nhân nặng nhất châu Á khi đã phải dùng đến 68 ngày thở máy và hầu hết trong số đó phải phụ thuộc vào ECMO, tim phổi nhân tạo. Phương pháp hỗ trợ sự sống chỉ được sử dụng trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Hiện tại, bệnh nhân 91 vẫn đang tiến hành tập vật lý trị liệu ở Scotland và ông hy vọng sẽ có thể quay trở lại với công việc của một phi công vào đầu năm tới. Ông cũng nhắn nhủ tới mọi người về tầm quan trọng của việc cảnh giác với dịch bệnh. Mọi người có thể kêu ca về việc phải đeo găng tay hay giữ khoảng cách 2 mét, nhưng khi tôi nhiễm bệnh và phải thở máy 10 tuần thì tôi biết đây không phải là chuyện đùa. Tôi nghĩ mọi người đừng nên lơ là với loại virus này cho đến khi chúng ta tiêu diệt được nó.